Hello các bạn. Hello các bạn nha. Còn mấy ngày nữa Tết rồi. Bữa giờ mình bận quá không có đi kiếm cái nhánh mai để làm cái nhánh mai Tết được. Bữa nay trời tiết quá cũng phải đi kiếm thôi mấy bạn ơi. Ok mấy bạn theo chung mình nha. Đây. Cái cây này không biết bẻ được không. Mà bự quá. Cao quá sao bẻ mấy bạn. Tiết cái đống nè. Kiếm mấy cái chợ đối diện nhà mình coi sao. Tiết nhiều quá. Không có cây nè. Đây có các bạn. Speed limit 25 mile nha mấy bạn. Khoảng 40. No parking ở bên đây. Mấy cái chợ này không biết được không mấy bạn. Tại vì mình năm ngoái mình làm bằng cây apple, cây bơm á. Cây bơm này, đây có cây bơm nhỏ nè. Ô, tiết sâu quá. Lúc dài ướt hết rồi. Nè, các bạn thấy không? Nè, cái cây bơm nè. Đó, nó có cái nụ. Nó có cái nụ lá nè. Nó giống giống cái nụ mai của mình. Ok mình. Bây giờ bẻ cây này nha mấy bạn. Bây giờ mình bẻ cây này đi. Bẻ cây này chân nha mấy bạn. Trời giờ tiếc rồi. Giờ cũng không có đi kén chọn được. Cũng không có đi kiếm được mấy cái nhánh đẹp được. Giờ có cái nào làm cái đó nha mấy bạn. Ok để mình bẻ đem vô nha. Đó cái cây giờ đem vô. Vậy nè mấy bạn. Nó không được đẹp lắm. Mà kệ trời tiếc không. Giờ đâu đi kiếm được mấy cái nhánh khác đâu. Nè nhìn nó giống cái nụ mai thiệt không. Cái cây này có cái nụ này thấy không. Y chang cái mai thiệt luôn á. Đó, để mình quay cho các bạn xem nha. Yeah, đây, bỏ vô cái chậu, chậu đất luôn. Nhìn giống y như trồng cây thiệt luôn. Đó. Lấy đồ giấy mình gói lại. Giờ cháu mình nó đang làm nè. Nó làm y như là professional luôn. Từ hồi đó giờ nó không biết nhánh mai là gì. Nó chưa biết bao giờ biết nhánh mai ở Việt Nam là gì hết. Mà bạn coi nó làm. Nó làm giống professional đó. Bây giờ vậy cái mình gắn bông mai lên nha. Ok. Đây trồng hoa mai mình làm xong rồi nha các bạn. Để mình cho các bạn xem đây. Mình quay gần cho các bạn xem này. Nó có mấy cái nụ. Mấy bạn thấy giống nhánh mai thật không. Cái này là cái cây cái bơm nè. Đó. Ok, bây giờ mình gắn hoa mai lên nha các bạn. Đây các bạn nhìn xem nhánh mai mình làm mới xong rồi đẹp không các bạn. Đây chúc mừng năm mới các bạn nha. Mình mới làm xong luôn. Đó. Các bạn đánh giá xem nhánh mai của mình làm có được không nha. Ở trên nước Mỹ.
không có may thật, phải làm may giả các bạn ơi. Đây quay một vòng cho mình xem. Đó. Cái cây thật mà cái bông giả nha các bạn. Đây các bạn nhìn xem. Năm mới Tết mà nhà có nhánh mai cho nó may mắn. Về nhà mình có được nhánh mai để chưng Tết. Hy vọng sang năm mới được nhiều điều may mắn hơn. Gia đình được sung túc hơn nha các bạn. Chúc mừng năm mới các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy thích hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ cho mình nha các bạn. Để mình tiếp tục ra những video mới nhất nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye các bạn.